Giữa lúc trời mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau bão số 5, một đám cháy bất ngờ xuất hiện trên tầng 2 của ngôi nhà kho trong sân động Chi Lăng trên đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Rất may, người dân đã kịp thời phát hiện, gọi lực lượng chức năng tới ứng cứu, dập lửa kịp thời. Cụ thể, khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 9, người dân sống cạnh sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, bất ngờ phát hiện khói bốc ra từ một kiosk nằm trên tầng 2 thuộc khu nhà kho trên đường Ngô Gia Tự. Lúc này trời có mưa lớn, cửa chính vào khu nhà bị khóa cứng nên người dân điện báo công an phường Hải Châu 1. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận Hải Châu lập tức điều động 4 xe chữa cháy chuyên nghiệp và một xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Kiosk nơi phát ra đám cháy được tiểu thương thuê để chứa bàn ghế, vật dụng bán bún thịt nướng, đồ ăn vặt trên đường Ngô Gia Tự. Tại hiện trường, nhiều thiết bị như bếp, tủ lạnh bị hư hại. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại do cháy đang được cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.